Trong cơn sốt đất nền tại vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư đã xuống tiền mua đất. Hiện nay cơn sốt qua đi, thị trường chững lại, nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi. Họ kỳ vọng sẽ bán được giá cao hơn vào năm sau. Mặc dù cuối năm 2018, thị trường đất nền đã khởi sắc hơn giai đoạn giữa năm, nhưng nhìn chung, thanh khoản còn chững, chưa phải là thời điểm thích hợp để ồ ạt ra hàng và chốt lời. Theo khảo sát, so với giai đoạn tháng 6 2018, đất nền khu vực quận 9, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi giá đã dao động tăng trung bình từ 10 đến 15%. Mức tăng này giữ ổn định ở giai đoạn cuối năm, không tăng chóng mặt như thời điểm nóng sốt. Nhiều nhà đầu tư tiết lộ, mức chốt lời trong vòng 1 năm của nhà đầu tư thường dao động phổ biến từ 20 đến 30%. Trong đó, có một số nền mặt tiền hoặc lợi thế nở hậu có mức tranh cao hơn. Đây cũng là những sản phẩm nhà đầu tư hay giữ hàng và lựa thời điểm tốt chốt lời với giá cao. Theo các môi giới, bên cạnh những khu dân cư không tìm được nguồn hàng để bán cho khách mua vào dịp cuối năm, thì cũng khá nhiều khu vực có hàng nhưng bán mãi chưa ai mua. Cho nên, nhiều nhà đầu tư có sản phẩm cũng đành tiếp tục chờ đợi sang giai đoạn khác của thị trường.